Sáng ngày 5 tháng 3, 3.000 người gồm lãnh đạo thành phố, văn nghệ sĩ và người dân thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia chương trình diễu hành áo dài với chủ đề Tôi yêu áo dài Việt Nam do Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Tham gia hoạt động này có các đại sứ của lễ hội áo dài như Hoa hậu Hồ Hèn Nghê, nghệ sĩ Võ Minh Lâm, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, MC Quỳnh Hoa, diễn viên Đoàn Minh Tài, Kim Tuyến, v.v. cùng gia đình nghệ sĩ Tuyết Mai, Đinh Linh và nghệ sĩ Sáu Trúc Nhật Minh. Đoàn diễu hành đã đi qua các tuyến đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn, nơi có các điểm tham quan và công trình kiến trúc độc đáo của thành phố Hồ Chí Minh như tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nhà hát thành phố. Hôm nay đi Hèn mặc lại một cái áo dài mà Hèn rất là quen thuộc, mà Hèn thường mặc thường xuyên luôn. Năm nay khác với mọi năm thì Hèn hay may những cái bộ áo dài mới phù hợp với chương trình. Nhưng mà năm nay Hèn đã quyết định là sẽ mặc lại những áo dài mà mình đã từng yêu thích. Diễu hành áo dài là một trong những hoạt động trong khuôn khổ lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 năm 2023. Chương trình tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt trong đời sống thường nhật của người dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua sự đa dạng trong trang phục áo dài.